Sau thảm họa mùa phim hè Khói lửa nhân gian của tôi, khán giả lại vô cùng bất ngờ và thích thú khi dự án Anh ấy bước ra từ ánh lửa cũng mang đề tài cứu hỏa nhưng lại vô cùng đáng xem và chất lượng. Tâm điểm của bộ phim lần này nằm ở hình tượng lính cứu hỏa của nam chính Hoàng Cảnh Du được khen ngợi, ghi điểm ở tạo hình, khí chất lẫn diễn xuất nhập vai. Trên các diễn đàn, bộ phim nhận được những đánh giá tích cực của người xem từ nội dung đến khả năng diễn xuất. Bộ phim khắc họa rõ nét những khoảnh khắc nguy hiểm của nghề lính cứu hỏa, đồng thời cũng xây dựng nhiều tình tiết cho thấy sự dũng cảm yêu nghề của từng người lính. Điều đáng chú ý là lối diễn xuất của nam chính Hoàng Cảnh Du được nhiều khán giả đem ra so sánh với nhân vật của Dương Dương vì cả hai cùng vào vai lính cứu hỏa. Dương Dương với tư thế ngủ cứng đờ nổi tiếng trong khi cũng là vai lính cứu hỏa, nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn ngủ thoải mái và tự nhiên. Động tác xem vết thương chân đối phương của Dương Dương gồng cứng gượng gạo hơn hẳn Hoàng Cảnh Du. Dương Dương vì gương mặt đẹp phải được lên hình mọi lúc mà bỏ cả mặt nạ, trong khi đó Hoàng Cảnh Du thì không. Hoàng Cảnh Du và bạn diễn có nhiều tương tác lãng mạn, còn Dương Dương đóng cảnh hôn với bạn diễn như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống. Hoàng Cảnh Du trông ngọt ngào cạnh bạn diễn, còn Dương Dương thì kéo lê bạn diễn đến suýt ngã. Cảnh ăn uống cũng khác nhau một trời một vực, trong khi Hoàng Cảnh Du ăn uống trông tự nhiên thì Dương Dương uống nước cũng phải pô dáng như người mẫu. Ở cảnh này, Dương Dương bị che thấp luôn hơn Hoàng Cảnh Du, ngoài ra đến động tác đóng cửa xe cũng phải thực hiện cho điệu đà, canh góc để thấy được mặt. Hiện tại thì những bài viết so sánh Hoàng Cảnh Du và Dương Dương trong hình tượng vai lính cứu hỏa đang được khán giả chia sẻ nồng nhiệt. Nếu như Hoàng Cảnh Du được nhận xét là có lối diễn xuất tự nhiên, anh khắc họa rõ nét hình tượng của một lính cứu hỏa thực thụ, nhiều fan cho rằng anh rất hợp vai vì sở hữu chiều cao vượt trội và cơ thể cường tráng khiến người xem có cảm giác an toàn và sát với thực tế. Bên cạnh đó, dù cùng đóng vai lính cứu hỏa, nhưng Dương Dương lại nhận về hàng loạt tranh cãi liên quan tới khả năng diễn xuất và sự logic của nhân vật Tống Diệp trong phim. Các góc quay của Khói lửa nhân gian của tôi được xử lý nhằm tô lên ngoại hình của diễn viên, thì anh ấy bước ra từ ánh lửa lại lột tả chân thực những vết thương khi làm nhiệm vụ của người lính, khiến người xem cảm nhận được sự nguy hiểm và vất vả. Phim của Dương Dương kết thúc với điểm Duban 3.2 cùng nhiều tranh cãi xoay quanh những điểm vô lý trong nội dung và lối diễn xuất của dàn diễn viên, còn anh ấy bước ra từ ánh lửa hiện cán mốc nhiệt 8.000 trên IQI và đứng số 1 trong bảng xếp hạng thời gian thực, thị phần thời gian thực là 12.43%. Nhiều khán giả dự đoán bộ phim này sẽ đạt được nhiều thành tích ấn tượng hơn nữa trong tương lai. Chúng mình là Tốt Sao Hoa, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.